siêu phẩm thôi. Hai trăm mươi watt. Hello, chào các bạn nha. Mình đang xả cái đống này các bạn, ha, xả hết luôn. Xả hết đống này để mình lấy không gian mình đặt mấy cái máy CNC vào nha. Đó. Xả hết thì bữa nay đi cũng được 5 đơn nha. Thì cảm ơn quý khách ủng hộ. Ok, mình báo giá thấp nhất có thể nha. Mình thu vốn là chính, giá bao ship. Anh em nghe kỹ giùm nha. Đầu tiên 100W nha. Bình thường bán 450k, hiện tại 320. À, 320, khách nào lấy sỉ từ 5 con 300 bao ship nha. Coi như giá này mình thu vốn các bạn ha, thu vốn cái phần này. Đó. Mình thu vốn hết cái khu này luôn. Còn khách nào muốn cân hết cái này á thì 85k một ký tới cân hết luôn nha. 85k cân hết luôn. Cứ có cái gì cân hết cái đó, 85k. Ok. Tiếp tục. Cái thứ hai là cái 150W các bạn, là cái 150W nha. Cái này. Đây. Đó. Giá hiện tại là giá bán bình thường là 550k, hiện tại mình xả còn 420k nha. Mình cố gắng bán thấp nhất có thể, bao ship coi như thu về 300 360 370, thu vốn à. Cái thứ ba mà cái mà hôm nay đã đi nhiều nhất tính là cái 250W nha. 250W. Con 300W hiện tại cũng đang đi nha. Con 300W thì giá là 850k, xả giá tốt nhất thị trường. Hàng bên mình là hàng như mới các bạn, phải nhìn nè. Ha, hàng này vệ sinh thì các bạn khỏi chê nha. Anh em chế tời độ chế, giá đã bao ship, bán sập sàn. Đó. Bán cả bao cạnh tranh luôn. Con thứ ba mà mình nói là con 250W. Bình thường giá 650k, hiện tại mình bán 550k. 550 nha, bao ship thì thu về ship 55k các bạn. Đó, cho nên là thu về giá vốn. Con 250W nè. Con này nè các bạn, nhưng mà con này hơi xấu mình để lại nha. Mình bán mấy con tốt hơn, mấy con đẹp hơn. Đó, con này nãy mình lựa ra rồi nhưng mà mình để lại nha. Qua clip này thì con này nó hơi xấu các bạn. Bán các bạn 400k bao ship, đi luôn 250W. À, bán nhanh, xả cái lô này nha. Ok. Anh em nào mua được ủng hộ nha. Còn khách nào mà quan tâm lấy hết nguyên lô, tới nhà chở cẩu thì liên hệ mình.